Hôm nay là thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023. Hôm nay là trận đấu do Hiếu Chưa 23 Đi Vật Hạt 23 Hồng Linh Hà Tĩnh. U13 Đi Vật Hạt mặc quần xanh áo xanh. U13 Hà Tĩnh mặc quần đỏ áo đỏ. Nhanh mạnh cái chân lên.
bỏ đồng ơi. Đâu đi bỏ đồng ơi chúng. Bỏ vô. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên thằng này luôn. Đẩy lên. Chạy lên, chạy. Không em đừng quay đấy pin nữa được. Quay đấy quan sát được. Không anh đừng 2 phần 3 sân mới quay mới nền nẹp được. Mới bao quát được. Mới đờ lía nhiều. Lâu ơi.
ơi, bò ơi, đứng trên này. Như anh chơi sân sâu. Đây đây đây. Chạy ra trước. Quay mặt luôn. Dừng dừng dừng. Dừng. Lọc này lên, nhanh! Giờ cái ăn của anh, bên đây, bên đây.
Dạ thôi chị ạ, dạ em cảm ơn chị nhá, dạ. Thank you.
chị Dương. Đây này. Tuấn ơi! Sạc vô đi, sạc vô đi!
mạnh quá nào. Kiểu thấy nào 3 điểm không?